veo dịch dùng ở nhà để làm gì? Ở nhà tập thể dục thể thao cho nó khỏe người. Xin mời các bạn đến cả trung tâm mô tô để nâng cao sức khỏe. À, chúng ta sẽ bắt đầu bài tập với cả GS4250. GS ơi, xin mời bắt đầu. Bài tập thứ nhất: dựng xe lên, hạ xuống 10 lần. Mời các bạn. Oh!